kèm với nha. Trời nó chơi đợi anh đi chứ trời anh chưa bật video nữa đó. Boss kìa anh ơi, quýnh nó. À, anh xuống tới. Đợi mình dưới. Ok được rồi, tập này thì giờ chúng ta sẽ đi tiếp tục là đi tìm cái cây vợt các bạn. Cây vợt quyền thoại. Ủa mình bắt đầu đi tìm từ khi nào vậy anh? Nè, nãy giờ em nói đó. Chum nhìn chỗ đập này quen không Chum? Nhớ có cái thằng bị kẹt ở đây mà mình đi lên không? Đập cái gì? Đập ở giữa không? Đập phía bên hông làm gì vậy? Đập cho nát hết luôn. Phải rảnh quá. Gảnh này. Ôi con boss chỗ này mình giết rồi. Ừ mấy cái này mình đi rồi mà, cho nên nó đâu có xì bao lại đâu. Buồn. Sáng không? Đi. Go. Thì ha bạn, tập này thì chúng ta đi tìm tiếp cái giờ. Nãy giờ nói mấy lần người ta, 3 lần rồi không? Tập này chúng ta sẽ đi tìm cái giờ các bạn. Mấy lần người ta. Lại hỏi. Đầy quá anh à. Chơi chứ nãy giờ anh chưa bật video thiệt. Chờ nào gặp cái video đi anh bật video là kìa ấn nít kìa. Thấy rồi. Mày bay lại đây. Dưới đó còn con kìa. Trời ơi đó, cái này mà chết vãi vừa lên nhiều luôn nè. Đó rồi lấy vãi tha hồ luôn. Ê còn một con lết đây nè. Đó mày chết mày chưa. Mấy con này bắn một cái mũi tên là nó chết rồi ha. Chém một kiếm thôi là chết. Rồi vãi ra lụm đi anh lụm. Thôi vãi à. Lụm gì hoài. Lụm ghiền hả? Tính ra là anh là anh người cần giải nhất luôn á. Anh là lúc nào cũng xin giải. Xin đâu. Thiếu vãi. Vãi nhiều quá ta. Rồi cầm cái móc lên em ơi. Cầm cái đồ leo núi mới như đi mới đi khúc này sao á. Đúng rồi. Có cây leo núi. Wow đẹp quá ta. Vô. Đây. Thanh niên leo như đúng rồi vậy vậy. Cái cây leo núi huyền thoại rồi. Đây. Gì đâu mà dây quá trời dây. Ủa, đi qua rồi không đi xuống rồi cứ đu rồi. Nhớn quá trời. Ta có kinh nghiệm leo núi không ơi. Tới chưa bầu. Kinh nghiệm leo núi mà hỏi. Tới nè ơi. Lập được cái miếng gì nữa nè. Cái tấm hình. Rồi đu tiếp. Cái tấm hình của con boss không? Ê, gì? Tự nhiên bấm đu nó không đu, chụp tấm hình đứng lên. Kém tí nữa thì tập. Đi xuống nè, thấy đường không? Xuống tiếp đi rồi. Chỗ này mình diệt boss hết trơn rồi nên chắc không còn đâu, chỉ còn mấy con quái con rồi. Kìa, còn con rồi. Cái game này nó mới... cũng hơi không logic. Hả? Một tay leo núi hả? Ờ. Một tay mà leo núi như một chiếc. Kìa, có boss kìa. Thấy rồi. Chết. Có gì mà cháy vậy? Cháy nó lên luôn kìa. What the fuck? Nó lên được mà. Ủa sao nó bơm? Lên. À đây nè. Nó lên xong nó chết luôn. Nó rồi, lên. Rồi đi. Chết chết nó chưa? Đây cây vợt. Nè đây cây vợt nè. À tennis nè. Ui da, vậy ai chơi được vậy? Trời. Kìa nó kìa. Nè. Nó kìa thấy không? Đấy. Ôi đông vậy. Có ba thằng yếu gì. Đi diễu hành đi trời. Nó chạy kìa. Kìa nó chạy kìa, chạy điên gì vậy? Trời kìa. Kìa. Nó chạy kìa. Khùng mày khùng.
hai thằng bay khùng. Thì nó chạy điên điên gì kìa. Kìa có hai thằng chạy ra chạy đâu. Đón khách kiểu gì á. Nó gặp người ta lại nó mừng quá đó. Quẩy đuôi. Bắn thấy ghét. Bắn hụt hoài bực mình quá. Tính ra anh bắn em luôn á. Đây, để anh chào đón mấy đứa này. À. Ây da. Kè cái đầu mày. Kè một cái thằng kè. Kìa cầm cái vợ vừa đập đó kìa. Ê đập cái người nó giật giật kìa. Thì xấu. Đâu cái vợt đâu, cái vợt đâu. Nè dưới đất nè. Vợt cái dưới đất nè. Hình như anh lụm rồi á. Ui cây vợt vợt. Không đánh được. Cái bè đó. Đâu anh Phương chịu banh, Phương ơi chịu banh qua đây. Rồi chọn ở đây, chọn ở đây. Nè. Quất. Như như bệnh. Như hạt. Lại. Qua đây, qua đây. Nè nhìn đây nào, cái cửa nè. Yeah. Đỡ phải khai đỡ đấy. Như hạt. Em phải chọi trước nè. Mới được. Nè chọi nè. Bi ra đâu rồi. Nè nè nhìn như thế nè. Chọi nè chọi. 1 2. Hụt. Em chờ nè. Em chọi trước mới được. Nè nè em chọi trước nha. Ừ. Chọi nè. Đó. Đó thấy không. Trúng hết chưa. Gì vậy? Hey. Trời ơi, mà nó giết con nhỏ này, nó giết thằng quỷ này, nó dồn ruột vô trái banh nè, thằng nào mà sáng kiến nó hay cái gì? Nó dồn banh vô ruột mới đúng chứ tự nhiên dồn ruột vô banh là sao anh? Nè. Thấy nó hơi ngược ngược á. Rồi em nhìn cái gì u u lên nè, có bạn nào thấy u u không? Gì vậy? Chị cho em chọi cái gì vậy? Chọi banh. Còn thanh niên này đứng lên cái đít của người ta nữa. Rồi đi, xong rồi đó. Rồi kết thúc video đi anh, hết rồi đó. Chỉ vậy thôi đó. Nãy giờ như 7 phút. Cái nhỏ này nó đang tập uống dẻo nè ơi. Nhìn thấy ghê vậy à. Thiệt, nhỏ này đang tập uống dẻo này chị Trung. Nè em coi nè. Anh em đi đâu rồi? Hả? Anh em đi đâu thế mà? Ai? Chị Trâm. Gì anh? Nó đang tập uống dẻo. Nè em coi nhỏ này là em sẽ thấy à. Đi vào nữa đi, đi vào nữa đi. Chi à? Đi. Có gì hết? Vô thử đi anh. Cái này là đố em là nhỏ gái hay thằng trai? Chị Dâm. Sao anh? Đố em là này thằng trai, thằng trai hay gái? Thằng trai. Nó châm cái đầu rồi sao biết? Đón. Anh đố con gái. Trai. Mẹ nhìn bạn. Xuống cái đũng quần đó, nhìn ở giữa hai giò nó là thấy gì không? Thấy không. Gì độn gần cục không? Đó, thằng trai. Không, anh nói này là thằng gái. Thằng trai. Anh nhìn cái đôi giày đó đi. Trai gì da trắng với bộ này là gái gì lép kẹp vậy gái đó ơi. Thằng bên đây mấy anh trai nè. Thôi đi tiếp đi thử trong mới có gì hết đâu. Cái hang này mình đi chưa? Đi chưa đâu. Cái hang này mình đi gọi mình đi là mình đi hướng ra chứ mình đi hướng vô. Có bình chân rồi. Ủa, ê, nó coi cái gì nè. Máy đi bước chân đó. Hay vậy ta. Là đâu? Cùng một đường đi lượm được hai món luôn. Đâu máy đi bước chân đâu. Nghe trên cái ngực đó nè. Nhưng mà cái máy đó, à nó kế bên cái thoi á, nó kế bên cái radio á. Pedometer vậy đây nè. Đâu. Dạ, mình bước đi cái nó đếm còn mình đi được bao nhiêu bước. Còn mình đi được bao xa. Chỉ vậy thôi đó hả? Ui thôi lùi rồi thấy gì đâu trời. Có cầm cái đó lên nó sáng cái màn hình đó. Thấy đó trời, nó có cái đồng hồ đó. Ờ thấy số trên đó thôi à. Máy đến bước chân rồi. Hết rồi đó. Là tiếp đi hồi nãy gửi cái clip rồi đó xong rồi đó lấy một trong đôi chuyện rồi đó. Rồi xong kết thúc video đi anh nghỉ.
Mày hay quá ta, có bình xăng rồi. Trời, nãy giờ anh đi được ba mấy bước rồi đó. 40 đi anh ơi, đi 41 rồi rảnh ra phóng nó không tính đâu. Không, phải đạp đất mới được. Và máy này hay cái gì hay ghét, tao cầm máy rồi tao nhảy đi. Bây giờ đường đi đâu vậy, tối hù chả thấy đường bà gì hết. Thôi chỗ lên đâu ta, ngươi chèo lên đây đúng không? Đây là chị cái gà chị lần này tiếp chèo lên lại đi đi về. À nãy giờ đói bụng. Chùm coi coi cái video của anh Phương là không bao giờ thấy anh Phương no luôn chùm. Hả? Coi video của anh Phương không bao giờ thấy anh Phương no. Thôi anh có xin át rồi. Anh uống cái chai bô ve vậy luôn rồi. Cái chai đó uống vô bị giảm thể lực á, chai đó là chai rượu. Ủa đây đang đu lên hả? Kìa, xám màn hình luôn kìa, what the fuck. Yếu quá. Ok, ngu trượt. Buông, tự nhiên đang đu bấm E, buông ra từ trên rớt dưới. Ai đang đừng chịu bây giờ chết giờ. Đu lên lại chết giờ. Phải anh Phương. Xíu nữa là chị bị sắp mặt rồi. Đu hút là phải mất máu rồi. Ấy, hình như là bên đó. Bên trên có con boss đợi mình kìa. Ê! Có anh em thanh con boss không? Trên đầu kìa. Con boss trên đầu mình á. Có luôn. Nghe không Trinh? Nghe rõ không Trinh? Không, em nghe mấy thằng nó cho lắm chắc rồi nó là. Ừ, không mà có nghe tiếng gơn không? Tiếng gơn lớn của con boss á. Đó, nghe không? Đó, nghe chưa? Qua trái. Rồi mình với chút xíu nữa sắp mặt. Còn pháo sáng không Trinh? Còn. Tiếp vài trái trước mặt đi Trinh. Còn mấy cái trái D-Namai nè. Đâu boss bọc gì đâu. Ra đây. Trước mặt nè. Nghe nó đã chứ ta. Ủa nó ở đâu ta, ở trên hay dưới vậy? Nghe tiếng rất là gần đó. Nghe nó hù hù hoài thì cần bực bội, đúng bực bội. Dưới sao á? Dưới sâu lắm. Tại mình nhớ là chỗ này mình diệt boss rồi mà nên đâu thể nào gặp được đâu. Để chắc là ở dưới. Kệ đi, cứ thả dài quả dynamite dưới chơi. Hết đường đi rồi. Nè nè, đường này nè. Thôi có cái thánh giá gì đây nữa nè. Pin rồi. Đi. Đi. Thôi. Giờ mà thả anh vô mấy chỗ này biết đường đi mới sợ. Lên à? Lên. Hết rồi, lượm xong rồi đó. Rồi, phải lên. Đi lên, lại ngay nữa rồi. Dạ, yeah, em đi lên luôn kìa. Chớm, đi lên rồi. Đi lên. Hồi tiếp bi bật mic lên la làng nữa bây giờ.
Đây. Lại chém. Chém nghe đã chứ bộ. Chém đi. Thôi em ở ác quá. Người ta đã chết rồi mà em còn chém hoài. Quay rồi lại trên vườn lại chém vài cái này nè. Thôi không hài à. Ai biết được. Ra ngoài tối hù. Kìa kìa có đợi à đợi à. Đợi. Đợi. Cầm khúc cây đánh nó luôn nè. Khoan cầm bây giờ nó tán thấy bà nó sắp mặt liền. Giỡn nó đập thấy bà mày. Ác quá. Mình chỉ đứng nhìn thôi các bạn. Trời trời sáng luôn rồi kìa. Phải sáng không hay tối? Trời đang sáng mà em phân tích gì kỳ vậy? Trời chiều rồi nè. Trời đang sáng mà. Cá không? Ê boss kìa. Thế rồi à, thì ra là nãy giờ nó trên đầu mình. Chết mày chưa. Hèn chi cứ nghe cái tiếng hoài. Nó gần lắm gần luôn. Ai dè nó trên đầu. Hay đấy. Phải bắn. Để bắn kia không? Đừng còn bắn nữa. Ôi trời ơi. Ai chơi quăng bơm vậy quá tèo. Định quăng lên ngự nó mà thôi. Kìa con nè. Kìa nó dơ dò lên. Tới nó dơ dò lên. Cái dò. Ơi ơi. Cái bơm. Trời cái bơm dính trên ngự nó lôi lên mình hấp dịch thiệt. Mất dạ. Súng pháo sáng này bắn nó cháy được con lần á. Giờ đây ca. Hả? Đâu? Tặng nó. Đi. Bây giờ. What the fuck? Cây em luôn. Quá như mà. Cái gì vậy đẹp ca. Nhà trên cây của mình nè. Ngôi nhà thân quen. Đây còn mấy cái chỗ uống nước này nè. Uống đi. Nhà trên cây của mình nè. Ôi cái căn nhà này mình chơi đây nè. Còn nước lại rồi. Tới đây cái gì nè cảm xúc nó lại quay về hết bạn. Thôi đi đứa trên bị nguyên đóng nó đưa dưới nó đấu coi em chờ nghe tiếng nó kêu hoài không biết ở đâu ai dè nó trên đầu. Bây giờ sao anh có chơi cái trò đó không? Anh có chơi cái trò chơi ngu đó không? Chơi có nước uống này xì châm. Đúng rồi em mới nóc miếng rồi. Hết thể lực hoài vậy ta. Tối hoặc khát nước. Đang bị đói hay chi nó không lên. Em chọi cái gì không? Đá. Dài. Em đi nãy giờ được 400 mấy bước rồi kìa. Gì? Đi nãy giờ 400 mấy bước rồi kìa. Xem đi ít gì. Cả đếm nãy giờ luôn hả? 500 mấy nè. Ủa tiếp đi ao rồi. Tự nhiên nghe tính tình cái tiếp đi ao nó kìa. Rớt mạng hay sao rồi? Em được 616 rồi. 600 mấy là phải tèo mà đếm cái này chi trời, rảnh quá. Rảnh đâu rảnh. Ủa anh rồi chơi tới chừng nào nghỉ anh? Chơi xíu nghỉ. Chưa. Hỏi. Ngủ con An vô quýnh Liên Minh. Em đánh Liên Minh đâu, phê lắm. Dạ. Ngu như trâu vậy. Bây giờ chơi gì nữa giờ nhiều em kêu The Forest bây giờ là thực ra là The Forest hết biết chơi gì đó. Phải lúc đầu vậy nè có anh với chị Trâm thì chơi 1800 tập được. Phải nói là chơi tới bây giờ chưa biết là đi giải phóng được chưa đó. Có nhân vô nhân biết nhiều thứ quá bây giờ nhanh vãi tèo.
Nhưng là giờ hết hết biết đường chơi đó. Hết biết ý tưởng gì đó. Tại sao lại đổi thừa cho em chứ? Đi kiếm gì nè, kiếm game sinh tồn khác chơi đi Quy. Mua mấy game sinh tồn khác á. Ba anh em mình vô chơi. Có biết game sinh tồn gì hay nữa không? Có, game internet, game free. Chơi tựa như Minecraft nhưng mà chơi có zombie, có xe, có súng đồ đầy đủ nhưng chơi hại. Oh. Test không? Kiếm cái tựa game sinh tồn nào khác đây chị Trâm. Ok, để em kiếm thử. Gì? Root. Bảy đây to die. Ôi game đó game. Game đó là thuộc game gì? Seven Day to Die, game nó khó chơi lắm. Game đó nhìn nó đầu vô quý. Sao? Tồn khó lắm. Kiểu là nó cho mình 7 ngày để mình sống. Tới ngày thứ 7 là zombie nó sẽ ùa tới. Nó tới gọi là ngày thứ 7 anh không có mà gọi là kiểu như là không hoàn thành hết sứ mệnh là coi như là anh có cơ hội chết. Không, giờ mình đã biết tại sao lý do mình bắn cung dở rồi đó. Kiểu đó đủ quốc kinh đét vậy á. Đó, cái bản trước mặt bắn như hạch. Đó, được cái đó. Em làm ra cái bài này cũng có lý giữa ta. Đây là lý do không bao giờ mà mình đi rủ mình bắn bách thù rao hoặc là bắn súng. Bắn dở như hạch. Đi kiếm game sinh tồn khác chơi đi quê. Giờ chúng ta tạm dừng cái series The Forest ở đây đi các bạn. Tại vì cái này hết biết chơi gì. Ý tưởng xây có nhà ngoài. Có mấy em chưa chơi cái game gì sinh tồn trên mặt trăng gì á. Có pha. Anh mua cái game đó 20 đô. Game Achonia. Achonia gì Majoneniza vậy đấy. Majoneniza đâu phải tèo. Lầy. Game nó chơi là phải đi kiếm thì xịt các kiểu. Anh có ý tưởng đi chơi nè ông ơi. Chơi gì chơi, mà nhưng mà chơi game gì? Chơi game gì hả? Mấy em sell lại đi rồi anh có ý tưởng anh chỉ cho sell lại đi. Lại đây nè, ngủ cái sell lại đi, lại đây sell lại đi. Em lúc nào cũng chơi gọi hết. Sell đâu? Sell lại đi, sell lại đi. Sao lại nghỉ không? Sao lại đi? Anh có ý tưởng đi chơi nè. Sao lại đi? Rồi. Sao chưa? Rồi, chuẩn bị khóa banh nhà đúng không? Cái này là đúng rồi đó. Em biết mà. Sao lại đi? Đúng rồi đó, sao lại chưa? Sao lại gọi phải không? Biết vậy ngay từ đầu đừng để bơm nhiều. Hay à. Nhà mình chưa sập mà, cho nó sập chết đi. Bà đó sao quỷ cái chỗ bơm này rồi. Tính cái anh chọi luôn á. Anh có chọi đâu. Chị Trâm chọi kìa. Chọi gì? Chọi chỗ bơm. Kìa nổ kìa phải. Nè, tán xong rồi. Trời dẻo sinh lý gì. Đó. Đó có ý tưởng đi chơi đó. Kìa. Rồi xe lại xong rồi. Tôi đừng. Ủa giờ xe lại đến nhà ta. Lên chị, chiếc dự chẳng. Chơi nó còn bơm lên lấy chơi tiếp. Sao lên trời. Ủa vả tèo xanh lên được hay vậy? Cách lên thôi. Cách ra giờ đâu được đâu ta. Hai lần. Đứt cách. Ít xìu chứ. Trời. Nó sập nguyên cái cầu luôn. Anh Phương đứt ra được, anh Phương em đứt không được. Đứt gì? Hai lần cách. Nè bấm cách một đống không nào có được đâu. Vừa xe bay vừa đứt đứng sát cái tường luôn. Đứng sát cái tường xe bay cách xe bay. Nè giờ xuống lên lại nè.
nó nhảy muốn lên nè, kiểu như là hộp xuống rồi lên lại á, rồi tự động nó lên được rồi nó nhồi lên nè nó. What the fuck? Anh Phương thử đi anh Phương. Bên này nè, chuối xuống cái rồi chuối lên, chuối xuống cái rồi chuối lên đó. Ok, nó phải có cái chớn, chuối xuống, chuối lặn xuống rồi mới lên được. Lặn ở trong. Ê, chơi ngu, chơi ngu. Ca này khó à, chưa kịp phóng nữa. Ê, nó chìm nguyên cái nhà xuống sông luôn kìa. Rồi xong, hết. Hết tin, ê, còn cái này nè. Ê, đu thử đi. Kìa, ảo không? Đâu? Dính, kìa. Vậy đu kìa. Rồi, bơm dính vô rồi đó. Kìa, không gãy luôn kìa. Thư cấu. Ủa? Quên, cái góc nó nằm ở trên mà, phải đập ở trên mới đúng chứ. Còn cái giường Berry nó nằm ở trên mà. Còn cái giường Berry gì nè. Của ai? Tự luôn đi. Chết rồi, không có trái bò nè gì. Rồi, mua cái gì hết em đi rồi. Dạ. Tôi thấy rồi, nếu mà phóng còn không kịp nữa. Quá phá rồi. Chạy dạ. Ngay chặt cái phơm luôn. Khoan, đây nè, đắp vô trong cái này nè, đúng rồi, xe đắp vô. Rồi chạy. Nổ tung té. Phải à, đắp vô nhà này nè, trong này nè. Đắp vô cái bếp lửa nè. Cái coi nè, xương dính trên không nè, thấy không? Đắp vô cái bếp lửa nè. Mấy cái vụ cái gì chứ cái vụ phá nhà đồ thì nhanh lắm. Sập hết trơn và đúng là xây mấy chục tập mà phải 7 phút 30 giây. Em ao anh ơi. Sao vậy? Hả? Bị điếc. Nghĩ không? Bị điếc. Kìa. Rồi sao chơi nữa không hay làm gì nữa không? Nữa test, test 7 hả? Xây nhà lại đi em. Xây lại đi. Khỏi ý kiến gì hay không? Phí hết cho 7 luôn rồi. Vậy. Quá gì vậy? Bấm bắn tay ra của mình. Rồi chết luôn kìa thanh niên kìa tay. Cái gì vậy? Em vô lại nè, nhìn em nè. Nhìn xuống cái nhà chỗ em treo nè, nhìn xuống thấy em đút cái đầu, rất là đậm. Đâu? Rồi. Ây da, cái bẫy đập vô đầu chút nhát. Có bơm lại nè anh, chơi không? Em tót ra vô lại, có bơm rồi nè, chơi tiếp không? Trời. Quậy như đời tới. Cơ. Bảy cái cửa. Chết nữa rồi kìa chấp. Sao vậy? Sao anh chết rồi? Cái bảy đập vô mặt hay sao á? Bơm máu lên đi anh. Quên, giờ tôi có máu mà tôi quên. Chấm. À. Điếc luôn rồi kìa, điếc luôn rồi. Điếc luôn rồi. Điếc luôn rồi nè. Nó tàn phá 1 phút 30 giây luôn. Rồi xây cháy bà thôi, tàn phá. Xây cháy bà, tàn phá 1 phút 30 giây. Ủa em mới nghe em thanh con boss hả? Chắc không phải đâu. Này trâu ghê ta.
Đúng rồi anh, cái này trâu nhất. Cái này trâu nhất của tất cả công trình luôn á. Tại cái này là dành để defense mà. Dành phòng thủ mà. Cái tường chĩa ra hay là cái tường gì? Cái tường chĩa ra. Châu. Châu cỡ nào đem vô nguyên cái đội quân này châu lắm. Được quá. Thật thật. Ê Ê đứng lại. Đứng lại. Ê bên dưới này có một con bơm dưới sông rồi. Chôm lặn xuống lụm chôm. Xuống lại xuống lại xuống lại xuống lại. Xuống lại chọi vườn. Nhà này chỗ này chưa sập nè. Ủa cái vậy, chỗ này chưa sập nè. Ừ, chỗ này chỗ này ở đâu đây? Cái chỗ trồng blueberry á. Chỗ này chưa sập. Chìm luôn. Người chiến thiện đâu rồi? Mất tiêu chiến thiện luôn rồi, phá thật. Đinh bỏ chỗ. Anh Phương từ từ, anh Phương. Đập đi em sửa. Đúng rồi, cần đập phần sửa, đập á. Đập á chứ em cười ra. Cái tường, chở tường nè, chở tường nè. Đúng rồi. Chấp hàm rõ đó. Rõ nè, rõ nè anh ơi, vừa qua đây rõ nè, qua đây, qua đây. Đập tường mới lạ á. Cứ nguyên vẹn gì hoài luôn, đập tường mới lạ. Kè, sắp hư rồi. Tập đi, sửa đi. Sắp hư rồi, kìa. Phải chạy ra quay vô lại mới được, phải chạy ra quay vô lại mới được. Tại vì sửa. Nó không có ông tu. Đúng rồi. Né ra quay ra vô lại mới được. What the fuck? em đang sửa. Nó cầm dao mà, nó chém anh kêu phải tao. Em đang sửa mà. Chim này, chim này gõ, gõ chết chim nè. Dạ. Em nghĩ em còn giá trâu hơn hai em không mà quýnh hả? Cái gì bắn hoài mấy cha. Đắp chiếu luôn bây giờ. Hãy né đi. Ê, chim. Cưa chim. Chết luôn nè. Chim chết. Uống máu rồi à. Nhìn là biết mới uống máu rồi. Rồi ra cho đem mà là anh Phương ơi. Ừ. Ok, thôi đừng đòi nghỉ các bạn ơi. Bye bye tất cả các bạn ơi. Tạm biệt cái series The Forest. Chờ nào chúng ta có ý tưởng rồi chúng ta sẽ quay Phương, lại. Anh Phương. Hello các anh Phương. Nói câu tiếng Mỹ rồi. Hello gì? Hello cái gì? Chết. Ủa. Cái con gì mới kêu ép vậy ta? Sắp mặt. Hello ơi, hello. Cứu vậy đi. Cứu vậy xong mà né ra. Nó chạy hiểu đi. Chạy. Xuống sông bỏ trốn. Chết với đó là nghỉ chơi luôn. Rồi xong. Rồi sao cố. Được không ta? Được. Thoát rồi. Mới sợ. Về máy bay. Về máy bay rồi. Lục kích đấy. Trời ao. Rồi. Thôi mai kiếm cái tựa game sinh tồn khác chơi quên. The Forest này thì nếu mà có ý tưởng mới gì đó thì mình sẽ vào chơi tiếp các bạn. Yên tâm đi, nãy giờ có cái file sale. Vì thế là quậy cho đá đi. Nếu vào chơi thì ta có cái file sale. Kiểu như có me vô kiểu quá đồng phát. Anh làm gì anh phá nha. Chúng ta có file sale á. Vì thế là các bạn yên tâm. Nãy giờ nó không bị mắc gì đâu.
chơi vui. Mời vô bắt cái file rồi cười hoài luôn. Nhưng mà nếu mà có ý tưởng gì mới mình sẽ vào chơi tiếp các bạn. Chứ cái này The Forest này hết ý tưởng để chơi. Chắc là kiếm cái game sinh tồn khác đi, game good bà gì đó. Good. Ui anh Phương ơi, bên bên kia em nó đã được cho đăng lên tab cộng đồng vậy đây nè. À. Hãy thử đăng các bài mới trên tab cộng đồng. Em rồi xem chia sẻ và thực hiện nhiều điều hành động khác. Ừ. Anh là phòng. Đúng rồi, giống anh rồi đó. Ok thôi được rồi, bye bye tất cả các bạn nha. Yêu thích hoặc là các bạn có ý tưởng gì thì cứ bình luận ở phía dưới đi, nếu được thì nữa mình vào mình làm tiếp, chứ cái này là The Forest là nói chung game, là hết biết chơi cái game như nào cũng được nè anh, game này chơi cũng hay nè. Game nào nè, tôi gửi link nè, game này free nè, chơi cũng hài lắm. À, gì gửi qua đi để nữa chúng ta kiếm game khác chúng ta chơi các bạn, game sinh tồn khác có chơi cái này là máu đói nước trúng độc năng lượng rồi có oxy gì các kiểu. Thức ăn thì đa dạng quá, đủ loại thức ăn, vũ khí thì các kiểu có đủ. Ok. Bạn nào có game sinh tồn gì hay thì bình luận bên phía dưới luôn đi, để nữa mình coi mình biết rồi vào chơi chung. Chứ cái này The Forest hết biết chơi gì. Phê. Game này có chạy xe nữa. Game này xây nhà cũng hài lắm anh. Ờ. Hãy lát anh ra coi. Thôi được rồi, bye bye tất cả các bạn nha.